tôn cứa cổ bé trai 10 tuổi, gia đình yêu cầu xử lý hình sự người lái xích lô. Sáng ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Thạch, 52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam. Bị cáo Thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai khiến cháu Trần Minh Hoàng, 10 tuổi, trong lúc đi xe đạp va vào miếng tôn tử vong. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, trước đó vào khoảng 14 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2016, ông Đinh Ngọc Thạch sử dụng xe xích lô đạp chở tấm tôn sắt kim loại từ đường Trương Định đi theo hướng Tân Mai. Khi đi tới đoạn trước nhà 60 Tân Mai thì dừng xe để gọi điện cho người ra lấy hàng. Trong lúc ông Thạch đang đỗ xích lô đứng chờ, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắt nhọn. Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tôn thò ra cứa vào cổ. Người dân trong khu vực đã cùng với gia đình đưa cháu Hoàng vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do lỗi ông Đinh Ngọc Thạch điều khiển phương tiện giao thông đỗ xe không đúng quy định, gây hậu quả chết người. Nguyên nhân xảy ra cũng một phần lỗi của nạn nhân do thiếu quan sát đã va vào phần tôn phía sau không được bọc chăn trên xe xích lô. Về dân sự, đại diện gia đình ông Thạch đã bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu Trần Minh Hoàng 130 triệu đồng. Phía gia đình cháu Hoàng vẫn yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Đinh Ngọc Thạch. Đại diện gia đình có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thạch. Thông tin này khác so với thông tin trước đó cho rằng gia đình cháu bé xin không xử lý hình sự đối với lái xe xích lô. Trong ngày xét xử sơ thẩm, do gia đình bị hại vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa tới được đưa ra xét xử vào đầu giờ chiều ngày 27 tháng 3 năm 2017. Trao đổi với phóng viên về vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người hỗ trợ pháp lý cho bị can Đinh Ngọc Thạch cho biết, do gia đình bị hại vẫn yêu cầu xử lý hình sự và xin giảm nhẹ hình phạt nên không có cơ sở để miễn trách nhiệm hình sự.